xin chào tất cả mọi người và chào mừng anh em đã tới với một cái tựa game có tên là Natural and Life. Lại là tôi Ravi đây. Và ngày hôm nay thì như mọi người có thể thấy xung quanh này, tôi đang chính thức hóa thân thành một cái con nhện anh em ạ. Một cái loài vật sở hữu một cái thân hình khá là đáng sợ mà chắc hẳn anh em ở đây cũng đều biết rồi. Và đó cũng chính là tôi của ngày hôm nay. Giả lập cuộc đời, cuộc sống của một con nhện xem là nó như thế nào. Đấy, và đầu tiên mọi người có thể thấy thì cái con nhện màu đỏ to tổ bố trước mặt kia thì nó lại chính là mẹ của tôi anh em ạ. Còn tôi cùng với các anh chị em nhện khác của tôi thì bây giờ vẫn chưa chào đời đâu. Chỉ là những cái quả trứng bé xíu như thế kia thôi, anh em thấy chưa? Và hiện tại thì gia đình của bọn tôi đang sinh sống ở một cái khu rừng nào đó anh em ạ. Hay là một cái khu vườn nào đó nhỉ? Trông có vẻ khá là rộng lớn đấy chứ. Ở ngay trên đầu bọn tôi là một cái bông hoa gì đó kìa. Và cái hang ổ của bọn tôi thì lại nằm ở ngay trên cái lá cây của bông hoa này. Ảo thật. Có vẻ như nhìn gần thì người mẹ nhện của tôi trông khá là to lớn anh em ạ. Nhưng mà nhìn từ xa so với thế giới bên ngoài kia thì chắc là vẫn còn bé lắm. Thế thì không biết tôi phải nhỏ con như thế nào nhỉ? Từ từ, khoan đã. Hình như cái quả trứng kia đang nở ra. Ồ đây rồi, đây rồi. Đấy chính là tôi này anh em ơi. Chuẩn bị được chào đời rồi. Từ từ nhưng mà đợi tí nhá, hơi khó cựa quậy một chút. Để tôi phải tách cái vỏ trứng này ra phát. Nào nào, chui lên nào, chui lên nào. Đúng rồi. Đó, anh em thấy chưa? Vâng, đây chính là tôi đấy. Trông nó hơi hơi chán đời tí. Không sao không sao, mới chỉ là nhện con thôi mà. Lớn lên chắc chắn là tôi sẽ nhìn ngầu như mẹ của tôi, thậm chí là ngầu hơn cơ, anh em không phải lo. Và có vẻ như những người anh em nhện khác của tôi cũng đang chào đời rồi này. Nào cái thằng này, nở trứng kiểu gì, kẹt rồi, để tao xuống cái đã. Ok, từ từ rồi chui ra, bình tĩnh. Rồi rồi, xuống được tới nơi rồi. Mệt mấy cái bọn này thật. Và bây giờ thì chúng ta phải tập luyện những cái bước đi đầu tiên nào. Tất cả cùng tập đây. Ui, vẫn còn mấy đứa còn nở trứng kia kìa. Chui ra hết đi nào các em, lâu la vậy. Còn mấy cái thằng nào nở rồi thì tập luyện bò xung quanh đi lại các thứ đi chứ. Lười vậy. Phải nghe lời anh cả nghe chưa. Anh mày là người nở trứng đầu tiên nên là nói là chúng mày phải nghe. Nào nào, di chuyển hết vận động cơ thể đi nào. Mệt mấy cái thằng cu em này thật. Đấy. Tôi nói chung là nở trứng trước thì nó cũng phải ra dáng đàn anh một tí anh em ạ. Phải chỉ đạo bọn nó như thế thì mẹ tôi mới yên tâm, hiểu không? Tôi là anh cả mà. Ấy dạ, ấy dạ. Thằng cu em này làm sao đây, thái độ à? Có vẻ như nó không đồng tình cho tôi làm anh cả anh em ơi. Nào làm sao, thích tỉ thí với nhau không? Mày, mày này. Làm sao? Ồ, này thì tỉ thí. Bố lao bố lếu nó quen à. Mấy thằng xung quanh thấy chưa? Còn ai thích phản đối ta là anh cả không? Đấy. Ngoan ngoãn thế là tốt. Đúng là khổ thật anh em ơi. Vừa mới nở trứng ra phát đã phang nhau các kiểu rồi. Loài nhện của tôi đúng là chiến thật. Có vẻ như sau cái cuộc chiến vừa nãy thì tôi phát hiện ra là tôi còn có một cái bản năng, đó chính là nhảy rất là xa anh em nhá. Đó, thấy chưa? Mấy thằng của em cũng học dần đi là vừa. Ui, hình như là có dấu hiệu trời tối rồi anh em ơi. Mấy thằng của em của tôi đang bỏ chạy lên trên để tìm cái chỗ đi ngủ kia. Chắc là tôi cũng phải mau chóng kiếm một cái vị trí nào đó để nằm ngủ thôi anh em ạ. Chứ nếu không là mẹ tôi sẽ nổi cáu mất. Từ nãy giờ nghịch ngợm hơi nhiều rồi. Và tại sao có mấy cái hạt mưa gì rơi xuống thế ta? Khổ vậy. Cũng may là gia đình của bọn tôi có một cái chỗ ở nó cũng khá là đàng hoàng. Đó chính là một cái tơ nhện mà mẹ tôi đã tạo ra để cho đàn nhện con của bọn tôi có thể được an toàn sinh sống ở trong này. Thôi, hẹn mọi người vào sáng hôm sau nhé. Hiện tại tôi phải nhắm mắt ngủ đây. Vậy thì trước khi bắt đầu một ngày mới, anh em cũng đừng quên để lại một like và một đăng ký kênh để giúp cho tôi có nhiều động lực ra mắt thêm nhiều video hay hơn nữa. Hiện tại là trên kênh của chúng ta sắp đạt được cột mốc 700.000 người đăng ký rồi anh em ơi. Thế nên hy vọng mọi người hãy kéo xuống dưới và bấm giúp tôi một phát nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Ây da, một ngày mới lại bắt đầu rồi anh em ơi. Và có vẻ như người mẹ nhện của tôi vừa kiếm cho đàn nhện con bọn tôi một cái gì đó để ăn này. Uầy, nhìn có vẻ khá là kỳ lạ nhỉ. Nhưng mà ăn vào khá là ngon. Ui, là một đống nữa này. Ăn đi nào anh em. Phải ăn nhiều thì chúng ta mới tiến hóa, chúng ta mới lớn lên được, hiểu không? Nào nào nào, đừng có tranh nhau nào. Mấy cái bọn này từ từ thôi nào. Ai cũng có phần. Ok á. Mấy bọn này né ra nào. Né ra con này, mỗi đứa một góc thì mới ăn được chứ. Nào đâu, để dành cho anh cả với. Bình tĩnh. Ui giời ơi, mấy thằng em của tôi nó ăn nhiều thật anh em ạ. Còn nó còn bò hết cả lên trên để lấy đồ ăn ở phía trên kìa. Không hiểu sao mẹ tôi lại còn đặt đồ ăn ở trên đấy nữa chứ. Cảm giác vừa ăn vừa treo ngược cơ thể nó ảo thật anh em ơi. Ui ui ui. Rồi, hình như tôi đã cảm nhận được cơ thể của mình đang to lên. Đó, hình như có mấy đứa em của tôi nó còn lột xác được rồi kìa. Để tôi tìm một chỗ nào đấy để tôi lột xác phát. Đây 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 anh em đợi tí.
Đó. Ăn uống thật là mạnh, đừng có chen nhau nào các em ơi. Nhanh lên, ai cũng sẽ lột xác được thôi. Và sau đó tốc độ của chúng ta và sức bật nhảy nó sẽ tăng lên rất nhiều. Ui giời ơi, anh em thấy chưa? Cơ thể của tôi bây giờ trông ngầu lòi hơn hẳn lúc trước đây chứ còn gì. Nhưng mà không biết khi nào bọn tôi mới được ra ngoài ta. Cứ phải ở trong cái buồng tơ nhện như thế này nhiều nó cũng chán quá. Thôi, lén chạy ra ngoài chơi tí đi, chắc là mẹ tôi không biết đâu. Ui, đây là thế giới xung quanh sao? Anh em nhìn này, vừa đẹp vừa to lớn chứ. Đây là lần đầu tiên tôi được ra ngoài như thế này. Tại sao mẹ tôi không cho đàn nhện con bọn tôi ra ngoài sớm hơn nhỉ? Bên ngoài nó rộng lớn, nó đẹp như thế này cơ mà. Chắc là đi dạo chơi tí chả sao đâu. Tôi chỉ leo leo xung quanh đây xong rồi bay nhảy tí thôi, xong lại quay lại ngay. Ôi, tôi chết rồi. Nó rơi bây giờ. Ui, may quá. Lúc chuẩn bị tiếp đất tôi đã kịp bắn ra một cái tơ nhện để giảm cái lực rơi đi. May mà chưa tan xác chứ. Nhưng mà giờ lạc rồi, sao giờ? Cố gắng leo lên đây quay trở về tổ nào. Ui, thôi xong rồi anh em ơi, chỗ này nó cao quá. Hiện tại sức lực của tôi vẫn chưa đủ để leo lên cái này. Nhanh 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 nhanh, không thể bị lạc ngoài đây được. Ấy da, không được rồi. Thôi xong rồi anh em ơi. Tò mò mấy cái thứ bên ngoài xong bây giờ bị lạc luôn rồi. Làm thế nào mà tôi có thể quay trở về nhà đây? Từ từ, hình như cái giác quan nhện của tôi đã đánh hơi được một thứ gì đó anh em ơi. Thứ mùi này nó rất là kỳ lạ nhá. Nó khác hẳn với mùi của đồng loại bọn tôi. Thứ này là gì nhỉ? Tò mò thật. Thôi cố gắng leo lên nốt lần cuối nào. Cái cây này có vẻ cũng không cao cho lắm đâu. Để tôi thử leo lên xem cái thứ mùi kỳ lạ kia là gì. Nào nào, cố lên nào. Một chút nữa thôi là tới nơi rồi. Từ cái độ cao này mà rơi xuống thôi là chắc chắn tan xác đấy, không đùa đâu. Đấy rồi, tôi đã tới nơi phát ra cái thứ mùi kỳ lạ mà tôi ngửi được. Hả? Hình như có mấy cái bọn gì trên kia kìa. Ui, quái vật à? Cái thứ sinh vật quái gì vậy trời? Hình như bọn nó đang ăn mấy cái lá cây kìa, anh em thấy chưa? Nó khác hẳn với loài nhện bọn tôi thì phải. Với cả mà hình như tôi đã nghe mẹ tôi kể về những cái con sinh vật này rồi. Bọn chúng là những cái con châu chấu thì phải. Mẹ tôi đã từng kể là những cái con châu chấu này sẽ là đồ ăn của loài nhện bọn tôi. Nhưng mà tại sao bây giờ nhìn thấy bọn nó tôi chả thấy giống đồ ăn gì cả vậy? Nhưng mà hiện tại đói quá, phải làm sao bây giờ? Tôi còn đang bị lạc không biết tìm đường về nhà ở đâu nữa chứ. Chắc là tôi phải cố gắng thử xem bọn này có phải đồ ăn của tôi không vậy. Ui, đói quá, tôi có nên ăn bọn nó không ta? Nếu thực sự đúng như lời mẹ tôi đã từng kể lại thì tôi có thể ăn được mấy con châu chấu này mà. Cố lên nào, thử bắt một con xem nào. Được rồi. Ui, nó bay mất tiêu rồi. Ui, thôi xong rồi. Ui rồi ôi, một con châu chấu to đã đẩy tôi xuống anh em ơi. Khó vậy. Không sao không sao, tôi nhất định sẽ làm được. Phải cố gắng sinh tồn bằng cách này thôi. Chứ bây giờ không thể về nhà để ăn ở nhà nữa rồi. Nào, mấy con châu chấu đâu? Chúng mày giỏi ra đây. Đấy rồi. Ui, bọn nó bay nhanh quá, mặt trượt hết chứ. Từ từ, hình như bọn nó đã chuyển sang cái lá cây bên kia. Để tôi sang xem sao. Nào, sử dụng cái kỹ năng nhảy của loài nhện nào. Không thể tin được là tôi lại phải đi săn vào cái tầm tuổi này. Những người em nhện khác của tôi thì bây giờ đang được ở nhà, được ăn uống chu đáo chứ. Còn tôi chỉ vì tò mò thế giới bên ngoài mà bây giờ bị lạc nhà và phải rơi vào cái tình cảnh này. Ồ, bắt được một con rồi. Hay lắm. Có vẻ như những con châu chấu khác sau khi phát hiện ra tôi, bọn nó đã bỏ chạy sang một cái tán lá khác kia. Vậy là những cái con châu chấu này nó không ăn được tôi, mà bọn nó chỉ có thể có khả năng quật ngã loài nhện bọn tôi thôi. Ồ, hiểu rồi. Vậy thì sẽ không còn phải sợ hãi gì nữa. Nào nào, bình tĩnh, từ từ leo lên nào. Rồi, bây giờ thì đợi thời cơ. Tôi sẽ ngắm vào những cái con châu chấu con mà đi tách đàn ra ấy, là sau đó tôi sẽ tấn công luôn. Phải né những cái con châu chấu to to kia ra. Rồi rồi rồi, bình tĩnh nha. Đấy rồi. Ui rồi ôi, nó chạy mất chứ. Đấy rồi, bắt được rồi anh em ơi. Ui, đúng là một cái cuộc đi săn vất vả anh em ạ. Để kiếm ăn mà nó khổ sở như vậy sao? Rồi, bắt thêm được một con nữa này. Hay quá. Tôi đã bắt đầu quen dần với cái giác quan của nhện với cả cái kỹ năng tấn công rồi. Vậy thì từ giờ tôi sẽ cố gắng sinh tồn bằng cái cách này. Tôi sẽ cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn. Và sau đó trong tương lai tôi sẽ tìm đường quay trở về nhà.
Vâng. Và kể từ ngày hôm đó thì cái kỹ năng săn bắt châu chấu của tôi ngày một tăng lên. Và đây là cách kiếm ăn sinh tồn của tôi hàng ngày khi là một con nhện. Có thể nói thì cái lãnh địa mà tôi đang ở có rất là nhiều những cái con châu chấu này luôn. Và đó cũng là lý do cái cơ thể của tôi ngày một tăng lên khi hấp thụ mấy cái bọn này. Và tôi đã trở thành một chú nhện rất là hùng mạnh và có thể tự sinh tồn khi không cần gia đình của tôi. Không chỉ vậy mà sau một cái quãng thời gian dài thì kỹ năng leo trèo, kỹ năng nhảy của nhện và kỹ năng đánh bắt con mồi của tôi nó cũng ngày một ghê gớm hơn nữa. Anh em thấy chưa? Đúng một cái là tôi nhảy lên được cái tán lá cây này này. Và chỉ cần một bước nhảy từ xa thôi, tôi cũng có thể kết liễu kẻ thù một cách rất là dễ dàng. Thậm chí là những cái con châu chấu to hơn cơ thể của tôi. Thậm chí là bây giờ cái đuôi của tôi đã có thể tạo ra được tơ nhện. Tôi đã có thể tự xây được một cái nơi ở mới cho riêng mình. Đó anh em thấy chưa? Chỉ cần đặt một cái đống ra như thế này này, sau đó di chuyển xung quanh để làm rối cái tơ nhện lên. Nó sẽ là một cái lớp bảo vệ cho tôi lúc đang ngủ và cũng như là một cái lớp tấn công con mồi. Khi những con châu chấu nào bị vướng vào cái tơ nhện này thì ngay lập tức cơ thể của nó sẽ bị kẹt lại ở đây vĩnh viễn. Bởi vì đây nó giống như kiểu là một cái cạm bẫy vậy, anh em hiểu không? Đó, giờ tôi chỉ cần xây xây lên một tí này là nó sẽ trở thành một cái tổ nữa. Rồi, giờ thì tiếp tục lần lột xác tiếp theo nào. Sau những cái quãng đường vừa qua tôi đã trưởng thành lên rất nhiều và cuối cùng tôi cũng đã lột xác được. Không biết mấy thằng em của tôi ở nhà giờ nó ra sao ta? Đó, ui dồi ôi, được chưa? Vậy là sau cái lần lột xác này thì tôi lại càng mạnh mẽ hơn rồi anh em ơi. Thậm chí là bây giờ tôi có thể săn được những cái con kiến này. Không chỉ vậy mà những cái con bọ xung quanh bây giờ nó cũng là mồi của tôi nữa. Anh em thấy chưa? Sợ quá đứng yên hết rồi chứ gì. Nói chung là thực đơn của tôi bây giờ không chỉ còn là châu chấu nữa đâu, mà còn lại còn rất nhiều thứ nữa cơ. Đấy, ăn uống no nê là tiến hóa tiếp. Ủa, cái gì vậy? Ủa ơi, tôi xong rồi. Một con chuồn chuồn đã ngắm tới tôi. Nào nào nào, thả tôi ra mày. Ui ui ui, may quá thoát được rồi. Cái thứ quái quỷ gì vậy? Ủa ơi, cái thứ sinh vật đó nguy hiểm thật anh em ơi. Tại sao nó lại xuất hiện ở đây? Nhảy xuống đây nào, tôi nghĩ tôi sẽ an toàn ở đây. Ôi ôi, tôi xong rồi. Không an toàn chỗ nào. Chạy ra chỗ khác bắt con khác đi mày. Lý vậy. Ủa may quá, nó bay đi rồi. Hình như mấy cái bọn chuồn chuồn đấy nó rất là thích ăn những cái loài nhện như bọn tôi. Đúng là quy luật của tự nhiên mà. Bây giờ cơ thể của tôi đã to lớn lên rất nhiều rồi, thế nên tôi sẽ bị rơi vào tầm ngắm của những cái con côn trùng hay là những cái con sinh vật kinh dị khác. Thôi, làm tổ tơ nhện tạm ở đây đi. Tôi nghĩ là ở chỗ này nó sẽ an toàn để tôi ngủ. Ôi, lại con gì đây? Ui, tôi xong rồi. Con này là cái con gì đây? Con này nhìn trông giống con ong vỏ vẽ anh em ạ. Ui, thôi 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 anh ơi, để em đi đâu đây? Tôi quản này toang rồi. Hình như nó đang đưa tôi về một cái hang gì đó của nó thì phải. Tại sao cuộc sống sinh tồn của loài nhện của tôi nó khổ như vậy chứ? Giờ thì tôi đã hiểu trước đây mẹ tôi đã từng sinh tồn như thế nào. Vâng, chào anh em nhá. Nói chung là sau một cái quãng thời gian dài cùng với rất nhiều biến cố đã xảy ra, thì bây giờ anh em có thể thấy được cái cơ thể của tôi nó rất là khác trước này. Tôi không phải là một cái con nhện trưởng thành nữa rồi, mà tôi đã trở thành một con nhện sát thủ đấy. Một con nhện rất là già dặn ở trong cái khu rừng này, và bất kỳ con sinh vật nào cũng phải sợ hãi trước tôi. Tuy là trong cái quãng thời gian dài qua tôi không tìm được đường về với gia đình của mình, nhưng mà dù sao thì tôi cũng đã sở hữu được những cái khả năng sinh tồn nhất định. Giờ đây thì bữa ăn của tôi nó cũng đã khác trước rất là nhiều. Đó chính là những cái con côn trùng, những cái con chuồn chuồn hay là những cái con bọ gì đấy mà ngày xưa đã từng đe dọa tôi. Bởi vì bây giờ tôi lớn rồi mà, bọn chúng làm sao mà ăn được tôi. Mà tôi là ăn lại bọn nó luôn đấy chứ. Và khi ở cái hình dạng tiến hóa cuối cùng này thì tôi đã có thể chạy rất là nhanh và không hề mệt tí nào cả. Không chỉ vậy mà sức bật nhảy bây giờ nó cũng rất là khác trước nữa. Đó, một con nhện nói chung là rất là ngầu. Và đối thủ chuyên kiếp của tôi thì thường là những cái con bọ chét như thế này anh em ạ. Đánh nhau thì nó cũng rất là hung hăng, nhưng mà lúc gần hết máu thì nó lại chạy. Đấy, những cái con này nó rất là khó chịu và rất là khó săn. Nhưng mà tôi đang ở hình dạng cuối cùng rồi mà, thế nên là mấy con này không thành vấn đề. Đó, anh em thấy chưa? Chạy làm sao được. Và tôi cũng sẽ ăn nó luôn. Thực sự để mà nói thì loài nhện bọn tôi cũng là một cái loài rất là máu lạnh và khiến nhiều con vật xung quanh nó phải khiếp sợ. Nhưng mà cái quá trình sinh tồn của loài nhện bọn tôi thì nó cũng khổ sở như bao con sinh vật khác thôi.
cũng không được làm việc theo đàn nhiều này, phải tự độc lập sinh sống này. Xong rồi lại còn đối mặt với cũng khá là nhiều sự nguy hiểm nữa chứ. Đấy, và tôi cũng có sung sướng gì đâu. Cũng may là tôi cũng đủ mạnh mẽ để sống tới cái tầm tuổi này, anh em thấy chưa? Kỹ năng làm ổ nhện của tôi bây giờ nói chung là nó khác hẳn rồi. Một cái tơ khổng lồ rất là to, nằm ở trên hết một cái tán lá cây luôn. Thực sự thì sau một quãng thời gian sinh sống ở trong cái tơ nhện này thì tôi cũng chả có gì làm cả, rất là cô đơn. Và cái khung cảnh xung quanh thì anh em có thể thấy nó rất là quen thuộc. Nó khiến tôi gợi lại mình và gia đình nhện của mình vào những ngày trước, nơi mà tôi sinh sống hồi nhỏ. Và có lẽ là cuộc đời của một con nhện như tôi nó cũng chỉ có như vậy thôi. Từ nhỏ tới lớn tôi đã trải qua rất nhiều. Và bây giờ là cái tuổi an nghỉ cuối cùng của tôi rồi, bởi vì thời lượng sinh sống của bọn tôi rất là ngắn. Và tôi sẽ nằm ở đây thôi. Vậy thì nếu anh em nào thích cái video này thì cũng đừng quên để lại một like và đăng ký kênh. Và hẹn gặp lại mọi người vào những video lần sau.